Em sẽ đo kích thước cái giường này cho mọi người làm, ai làm thì làm cho nhanh nha, tại vì mình mò rất là lâu. Đây, kích thước nó là từ đây đến đây là 55 này, từ đây đến đây là 72 này, từ đây đến đây là 75 phân nha. Rồi cái này chính xác là như vậy rồi. Còn cái chiều này là 45, chiều cao là 45 thôi nha. Chiều bằng ngang này 80 nha, bên kia nó cũng vậy. Rồi, đến lượt cái này. Cái này thì chiều này là 32 phân, mọi người có thể làm 35, 36 tùy tùy. Đây. Còn chính này là tùy tùy. Chiều cao của cái này á, còn cái chiều cao của cái này là 62 phân. Đây. 62 phân. Rất là đau này lắm. Như này là chiều cao này 32 phân. 32 phân là tạo bánh xe. Còn không bánh xe là nó là 10 à 15 phân. Là học tủ này. Em làm là làm 5 đề nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5 này. Bên này 5 đề. 5 đề này thì nó sẽ nổi như này. Bắt lên như vậy nha. Lề này thì không khắc phục được đâu. Không có ông nào khắc phục được cái lề này đâu. Cái thế nó là như vậy. Cho mình nằm này, nằm như vậy nó không có cắn đâu nha, không có cắn bằng đâu nha, nằm rất là thoải mái. Đây còn chỗ thứ tám thì nó là ở nằm cũng cắn bằng đâu, nó không thể chịu đây. Đây là bộ bàn ghế xếp thông minh bên em sản xuất, gồm có rất là nhiều màu: màu đen, màu trắng, màu giả gỗ, màu xám xanh xin pha và còn nhiều màu khác nữa. Bên em có nhận các chữ mặt bàn theo yêu cầu, tên doanh nghiệp, tên quán, tên cửa hàng. Mọi người hãy vào đầu trang liên hệ cho em nhé. Cảm ơn mọi người.